Mời xin chào các bác nha, đã đến với video của em, kênh này Nhật Bãi. Hôm nay mới thử đến các bác hai cái bình thủy của đồ đi Nhật, dung tích là 2,2 lít, mẫu lồng inox các bác, lồng inox cao cấp, màu trắng, sản xuất ở 2016. Đây hai bình ngoại thất này các bác, nhớ lô kê nè, trắng đẹp hết, hai bình đều sản xuất 2016 hết nha. Thì mình tỉ hôm gà đây bán cũng rất là nhiều các bác. Để cái bình này lắp thì nó cũng không có nhiều đâu. Bác nào đang có nhu cầu mà mua cái bình dùng mình xài nước nóng đó, mình mua mấy cái bình này cho em là 2016 năm sản xuất nè. Đó, bán giá vài trăm ngàn cho các bác mình xài thôi. Đó, 2016 hết nha. Cái bình này nó có cái đế xay, các bác mình có thể xay. Đó, bây giờ ngoại thất xong rồi nè, mình đi vào nội thất cho em nha. Này em có dán tem nè, số điện thoại của em nè, đó tem bảo hành luôn. Thì mình đi vào nội thất, nó là gòn gòn đẹp luôn nha các bác. Đó, em chưa vệ sinh luôn á. Đây lồng inox rất đẹp nè, bóng giờ thì nói chung là một số bác kiếm mua bộ lồng inox bình thủy với lồng inox thì rất là ít luôn, nó lâu về được này không. Em cũng tìm mua chứ cũng phải là lô hàng lô về mà có đâu các bác. Đây nè, lồng nè, có lô kê nè, em nấu nước rồi trơn rồi, nhưng mà tí em cũng đổ nước vào em nấu cho các bác xem đó. Em chưa vệ sinh luôn nha các bác, nè còn dính bụi bặm luôn nè. Đó, này rất là đẹp, ra vệ sinh lại nó là đẹp này, dính bụi bặm nữa. Thì hàng đã qua sử dụng rồi các bác, mình mua cái giá vài trăm ngàn thôi để cho dễ dàng sử dụng. Mình được cái đồ bò này nó rất là cao. Thì hình thức của hai cái bình thì nó như trên vậy thôi các bác, cũng không có cái gì đặc biệt ha, mà nó không có gì mà để cũng nói nó xấu, gọi là tương đối là đẹp đó chứ không phải xấu đâu. 2016 xài thì điện 100 110 cho em nha, không xài được điện 120 220. Thì bây giờ tôi đổ nước vào hai cái bình này, em test em nấu bơm nước cho các bác coi luôn, rồi tí báo giá thì em cũng có nói đó, cái giá vài trăm ngàn thì tí sẽ em nói luôn nha. Mua hàng thì các bác liên hệ qua số điện thoại cho màn hình giúp em để mình mua hàng. Đọc cho em thì em đi đơn chỉ khoảng đủ em bao ship, em bảo hành 3 tháng cho các bác sử dụng. Và bây giờ bắt đầu em đổ nước vào này, đổ nước vào kìa, đó sao cho nó đều hai bình đừng cho nó sôi một lượt đều chưa, bên đây ít nè. Rồi xong xuôi cho nó nắp lại, gắn dây nguồn vô, mỗi cái bình thì nó sẽ kè kèm với dây nguồn nha các bác. Dây nguồn đây, cái bình này cũng dễ xài lắm các bác, nó có cái sao này, cái này hết nè, bỏ vô lên nó hết luôn gì nè. Đó, cái mình đem công dây này mình ghim vô điện thôi nè, hôm nay nó cũng vậy thôi, lại lấy cái vị trí cũ đi, rồi bắt đầu mình ghim điện. Bên này mình cũng ghim như vậy luôn, anh bán thì quay cũng rất là chi tiết cận cảnh cho các bác. Rồi mình ghim điện vào nha. Các bác thì em đã ghim điện vào nè, các bác thấy không, đó anh đã ghim điện vào rồi nha, đèn nó sáng lên. Thì cơ chế hoạt động của bình này như thế nào, mình ghim điện là tự động nó nóng nó sôi, tới mức nhiệt độ nó sôi nó sẽ ngưng lại, và mình muốn nó ngưng và nó giữ nóng, mình muốn nó sôi trở lại thì bấm nút cho nó sôi. Đó, cái đúng là nút bơm nè các bác, cái đúng là nút khóa nè, bật và khóa. Nhà bơm thử cho các bác xem luôn nha. Đó, mình bấm gì là tự động nước nó chảy ra thôi các bác. Đó, mình không bằng gì hết nha. Còn mình bấm này xuống đây là tắt, gọi là khóa cho em nè, là bơm không được, hoặc qua đây là bơm mới được nè. Đó, thì mình thao tác cũng như mới nãy luôn, mình nay thì mình cũng xài thao tác ra nha. Bấm gì là nước nó chảy ra nè các bác. Đó, rồi mình bật mình tắt là mở không được nè, mở cái gì nó mở mới được nè. Đó, rồi sao bây giờ chờ nước nó sâu đi các bác, mình đổ nước vào lại, đổ nước vào lại nha, chia đều để cho chút nó sôi cho nó đều, để đổ một cái nhiệt kết cái bên sôi cái bên chưa sôi, giống như là bên đây đổ nước nhiều hơn nữa nhiều. Rồi các bác mua hàng bác coi kỹ giùm em nha, mình cứ coi kỹ đi rồi mình mua nhắn tin cho em qua số điện thoại. Mua hàng thì mau lẹ, em giúp các bác nào mua mau lẹ thì may mắn đầu năm cuối năm luôn. Cái gì cái diện bị chân bằng ăn mà mau lẹ là các bác là may mắn tài lộc đến nè, kiểu như mà mình đừng lăn tăn. Nếu mà đang tăng thì mình đừng mua, còn mà mình mua thì mình đừng lăn tăn. Đó, cái ý của em thì nó như vậy. Rồi thì chờ bình sôi thì em trở lại với các bác nha, rồi báo giá luôn.
Rồi cái bác thì nó cũng ở gần này, sau đây nè, mở ra mình coi ha. À, nó lên hơi lên tim rồi, bóp khối này nè các bác, lên tim này các bác thấy không. Rồi để coi bình đây như thế nào, cũng nhanh sôi đúng không các thì, những cái bình này các bác xài cái công suất của bình thì tầm 1.000 W cho em nhé. Đó, chờ tí này nó sẽ sôi. Cái này là nó đang nấu nè, còn nếu mà nó nấu xong thì nó giữ ấm qua đây nè, giữ nóng qua đây, muốn sôi bấm lại cho qua đây. Chờ xíu nha các bác. Hai bình em quay rất là cận cảnh luôn rồi. Hình thức là cũng đẹp tầm 90 đó chứ không có mà tệ. Mà cái giá thì bán nó quá là gầm mềm cho các bác luôn, để mình có thể là mua dễ dàng nhà mình có cho em dùng nước nóng hoặc là uống trà rồi đó. Nói chung là mình dùng nhà mình hay vừa dùng nước nóng đó, thì mua ngay mấy những cái bình này mình xài nó rất là gọi là rất rất là tiện lợi. Nó mà dễ xài mà bền bỉ luôn các bác. Đó thì bác nào mình đang có nhu cầu sử dụng thì mua ngay. Đó, một em báo giá liền ngay bây giờ cho các bác luôn nha. Đó, nó sôi đi, nó sôi đi, em báo giá liền luôn cho. Ở cái lăng tăng nó thiệt luôn, mà các bác mua hàng ở đâu, mua cái hàng của em thì các bác sẽ đặt niềm tin, các bác nhận lại cái chất lượng thôi. Em nói thiệt là cũng như mua bán, coi như là thuận mua vừa bán. Em coi coi sôi tới đâu rồi. Không chừng á. À, các bác thấy không? Rồi chờ xíu các em nha. Rồi các bác thì nó sôi nè, nó sôi đều hết hai bình luôn nha. Em cũng canh kiểu như là cái nước nó vừa phải, nó sôi ục ục luôn. Đó, ngon lành cành đào chưa? Bây giờ mình bơm đi nó thì nó cũng mới gan nhẹ nãy thôi, thì cái thao tác thì nó cũng mới gan nãy thôi, bấm như là bơm thôi nè. Đó. Ừ, khó nghi ngút luôn, còn như vậy là tắt nè, không bơm được nè. Đó, bật lên là bơm thôi nè. Đó. Nó cũng dễ xài lắm đó, cũng không khó gì đâu. Về bên đây cũng vậy thôi, bơm nè. Đó, bơm. Thì là tắt không bơm được, mở lên là bơm. Sao à mầm luôn. Đó, quá xuất sắc. Chất lượng khỏi phải bàn, cái hàng như cái lồng máy nóc này. Lồng máy nóc xài cho bác là nó sạch sẽ lắm luôn. Không có mà kiểu đóng ố gì hết. Thì bây giờ là em bán cho các bác là đồng giá. Thì sao này các bác thôi. Thôi. Đồng giá là 450 ngàn một bình. Mua thì các bác chuyển đủ em bao ship. Cọc thì các bác vui lòng cọc cho em 100 ngàn. Còn lại 350 và tiền ship. Bảo hành 3 tháng nhận hàng được kiểm tra chứng mộc bu cục. Xài điện 100 và 110W. Thì cái bình này cũng vậy thôi, 450 cọc 100 các bác trả tiền ship, chuyển đủ 450 em bao ship, bảo hành 3 tháng nhận hàng được kiểm tra chứng mộc bu cục. Đó bây giờ cái bình này nó đã nhảy qua bên giữ nóng nè các bác đó, nó đẩy nhảy qua giữ nóng đó, nó ngưng sôi nè các bác thấy không. Nói chung là em bán cái gì em kiểm tra rất rất rất, rất là kỹ để cho các bác có thể là xài được một cái sản phẩm nó tốt mà nó ưng ý, nó hài lòng. Thôi bây giờ thì cái giá cả thì cũng đưa ra rồi, em bán thì các bác vui lòng hoan hỷ đừng mặc cả. Giá cả thì nó bao hợp lý, bao hạt rẻ rồi, không còn cái giá nào mà nó thấp hơn nữa. Đó, không tăng không giảm với cái giá là 450 ngàn một bình. Đó, nhảy qua giữ ấm rồi nè, nhảy qua giữ nóng rồi nè, nó ngưng sôi nè các bác thấy không đó. Đó, rồi thì mình mua hàng liên hệ qua Zalo cho em, mua cái bình nào thì chụp màn hình đánh dấu là gửi qua cho em Zalo 0919 407 501. Cảm ơn các bác đã theo dõi video, chúc các bác nhiều sức khỏe, xem video vui vẻ, hẹn gặp lại các bác nha ở những video tiếp theo.